Thưa quý vị, hơn 11.000 lượt tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Châu Đức tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 do huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức tổ chức. Các hoạt động phần việc trong chiến dịch được nâng cao chất lượng, đa dạng mô hình, thể hiện tinh thần cống hiến tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ địa phương. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Đức diễn ra hơn 13 tuần. Các đội hình tình nguyện đã hướng dẫn cài đặt thành công hơn 2.500 tài khoản định danh VNeID, tài khoản không dùng tiền mặt cho người dân, trồng hơn 6.000 cây xanh, trao tặng hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 450 triệu. Tổ chức các hoạt động phổ cập kiến thức, lớp phổ cập bơi miễn phí cùng hàng trăm sân chơi thể thao, sinh hoạt hè cho hơn 9.000 lượt thanh thiếu nhi. Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện và huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức khen tặng 6 tập thể, 24 cá nhân.